Bữa có mời mấy thầy xuống nói cái chỗ này.
là cách vật, là trí tri, là chánh tâm, là thành ý, là tu thân, là tề gia, là trị quốc, là bình thiên hạ. Nếu mà họ làm được cái này rồi họ vô công phu rất dễ. Con ngựa nó đã thuần rồi, khỏi cầm cương luôn, đúng không? Con trâu nó đã thuần rồi thì làm gì? Chỉ giật nhẹ cái dây cương là nó đi một cái o. Còn con trâu mà không thuần thì sao? Nó quẹt cái mỏ bên này, nó quẹt cái mỏ bên nọ, nó ăn cỏ mà. Giật kéo gì đi nữa nó cũng chạy tầm bậy. Nó chưa thuần, cái tâm mình nó gấp trăm lần con trâu. Không có câu Phật hiệu một cột, không có hơi thở thì phải biết với nó. Nó kinh hồn lắm. Nhà thiền có là thập mục ngu đồ đó. Cái những người mà chăn trâu rất giỏi, có nhiều người chăn được bỏ nó chạy mệt quá, thôi mày chạy đâu mày chạy, tao mệt mày qua con trâu ơi. Mà con trâu này mà nó nghe câu Phật hiệu, nó gặp Phật Di Đà là dến cho nó câu Phật hiệu là nó nằm im ngoan lắm. Mà điều mình không biết cách dến. Nói nghe có lý, cái người thiền nghe là có lý ngay. Thì trước chúng tôi cũng tu thiền mà. Càng chăn nó, càng kéo nó, càng ức chế nó, càng hung dữ. Quên nó đi lo chuyện khác vậy mà nó thùng. Quên nó đi lo niệm Phật vậy mà nó thùng. Biết nó thôi, nhận diện biết nó rồi bắt đầu gì? Để toàn tâm vô công phu nó thùng. Nãy giờ 1 tiếng rưỡi. Thì hồi nãy giờ những cái điều Giác Nhàn nói tuy rằng nó thô cạn, nó thấp kém, tuy nhiên vẫn lấy từ trong văn sao ra, nhưng mà dùng được quý vị, dùng được. Dùng thử coi, dùng được. Có những người họ học giáo, duy thức, học đủ thứ hết trơn, thì mình vẫn tán thán về cái cách học vị của họ. Nhưng mà họ nói trên trời mà họ làm dưới đất. Ấn Tổ nói, họ nói thì một như là gì? Đại thông gia. Nhưng mà riêng cách dục, vật dục đây họ cách không được. Họ cách không được, họ ngăn cách không được. Thì nói một đường làm một nẻo. Nói thì gì? Cao xa mà hạnh thì thấp tè tè sát đất. Còn ngôn giáo trong phân sao tuy rằng thấp kém, ngài dùng danh từ là thô sơ, nhưng mà dùng để liễu sanh thoát tử được. Hiểu chỗ nào? Cũng như cái viên ngọc quý thiệt là quý, kim cang cũng quý, viên ngọc quý, mình thấy quý quá mình bỏ mình nuốt vô bụng luôn, nó không có tiêu. Thấy những cái pháp môn khác là cao xa hiền diệu, thích quá hàng ngày cứ ôm, nhưng mà hành không được thì giống như là bạn đang nuốt ngọc không tiêu, nuốt kim cang không tiêu. Còn cái người mà họ thấy cái pháp môn tịnh độ tuy rằng đơn giản thôi mà hợp căn cơ, họ dùng giống như là cơm thô sơ mà đỡ đói. Hiểu không? Cơm thô sơ mà đỡ đói, còn ngọc kim cang vàng nuốt vô vẫn đói, mà nó có chuyện nữa chứ, không tiêu. Cái người mà họ đạt cảnh giới cao rồi họ mới nói được chỗ này. Hay lắm. Kim cang vàng hột sòn nuốt không tiêu. Giống như những người mà học những giáo lý quá cao xa, toàn là nói trên trời dưới đất. Không chỉ người ta niệm Phật, hành thì tè tè sát đất, không cách ngăn cách được vật dục, thì người này đang nuốt kim cang rồi, chướng ngại. Còn bọn phàm phu chúng ta thôi, pháp môn tịnh độ đi, chân thành niệm Phật để cầu nguyện vãng sanh, sự của họ nhìn thấy bình thường như vậy đó, nhưng mà có Phật lực gia trì, con người này bất khả cư nghì lắm. Con người này gọi là hoa sen một trong biển lửa đó. Con người này là hương tượng, là vôi thơm. Con người này là muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Thôi chấp nhận mình là ngu phu ngu phụ, chỉ biết cơm cháo, niệm Phật với mấy bà già. Vậy mà lúc ra đi tinh thần tỉnh táo, không hôn mê, niệm câu Phật hiệu, Phật và Thánh chúng hiện trước mặt của mình để mình vào trong liên thai về cực lạc. Còn những người thấy là đại thông gia, lúc ra đi tay chân quấn quýt kêu cha gọi mẹ. Mấy bà già là ngu phu ngu phụ, thấy tội nghiệp mà không cứu được. Thấy tội nghiệp mà không cứu được.
vì cái tâm chấp pháp, phế bỏ những cái sự hành trì chỉ là lý luận, cho mình là thông gia, thì cuối cùng ra đi tay chân quyến quýt, quyến quýt kêu cha gọi mẹ, sống làm thay đi thịt chạy, chết mục nát giống như cỏ cây, là cái thân này phần hồn phải đọa lạc. Cũng có Phật tánh mà làm sao mà oan uổng dữ vậy nè, cũng có Phật tánh mà sao lại oan uổng dữ vậy nè. Nghe thấm không? Cái thân này bao nhiêu năm đâu, thân này bao nhiêu năm đâu, trăm năm đi, trăm năm chưa bằng một ngày một đêm gối trời đâu suốt, 400 năm như này mới bằng một ngày một đêm chứ đó, làm sao mà dài, đâu có dài đâu. Bây giờ phải lo cái gì đây? Lo đủ thứ, tính toán đủ thứ công chuyện hết trơn. Riêng cái chuyện để mà liễu sanh thoát tử, niệm Phật có vốn, tích lũy thiện căn phước đức để vãng sanh thì không tính toán. Dầu cho pháp môn tịnh độ nó huyền diệu, nó cao sâu, nó màu nhiệm, một đời này liễu sanh thoát tử, nhưng mà không có hàm dưỡng, không có huân tu, thì lúc lâm chung dầu cho bạn niệm mà tâm trống trơn, miệng niệm tối ngày nghe người ta hộ niệm mà tâm trống trơn, không có một chút tính tâm gì luôn, thì bạn ở lại lớp rồi. Muốn lên lớp hay muốn ở lại lớp? Lên cái lớp trời thì thôi khó khăn vô cùng, thanh văn nữa thì vô sơ quả, đoạn được kiến hoặc thì giống như ngăn chặn dòng nước 40 dặm nó chảy ào ạt, làm sao mà làm nổi. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, phàm phu mình khó làm vô cùng, khó phục, khó đoạn. Còn người niệm Phật chỉ phục được thôi. Khi họ phục được rồi, họ thấy cái thân này sống tạm thôi, sống tạm, họ không có quan trọng, mượn nó như chiếc bè thôi, không quan trọng. Tội nghiệp mấy bà già ở khu chuyên tu đó, tức lẽ 40 bà phải xin tiền cắt tóc phải không, lấy cái máy ủi gậm á. Rồi suốt ngày chỉ lo niệm Phật chứ cũng chả thấy lấy dày không có. Không phải mình không có dày mà mình hủy diệt nó, không phải. Hết sức khéo. Ấn Tổ nói chỗ này nhớ nè. Đừng có thấy tịnh độ mà màu nhiệm quá rồi không ăn không uống, hoặc ăn uống hít ít mà tối ngày chỉ lo niệm Phật, rồi cái thân này nó không chịu nổi, nó bệnh xuống, rồi cái tâm nó cũng bị trì trệ xuống luôn, rồi ma sự khởi lên. Cũng đừng có dễ giải đãi quá để mà ngủ đến 7-8 giờ sáng không chịu công phu, rồi không chịu niệm Phật, đi nói ngông ngông nghênh nghênh. Thì gì? Hai cái này thì không bao giờ dơ cửu tịnh độ được. Người này hết sức khéo léo, hết sức khéo léo, ăn uống cũng vừa phải, ăn 7 phần thôi, đừng có ăn 10 phần. Ngày dậy từng chút, bộ này gọi là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Phật Pháp lý giải, gọi là hành giải toàn tập. Sở dĩ sao con người mình nó bệnh? Bệnh nó có 3 cái nguyên do. Thứ nhất là bệnh oán nghiệp. Như ngài Ngộ Đạt Quốc Sư bị ông Triệu Thó ở chợ Đông Ba giết ổng ở tại đó, rồi 10 đời ổng theo, 10 đời là chết một đời người, rồi sanh ra đời người nữa, chết 10 lần ổng vẫn theo. Mà khi mà phước báu mình giảm ở trong cõi này, tu 10 đời tinh tấn vô không được, không kiếm chuyện được, không bị bệnh được, nhưng mà đời thứ 10 là bị cái mục ghẻ mặt người, đây là bệnh oan gia, thuốc chữa không được. Thì bây giờ lấy cái gì để chữa nó? Lấy công đức in kinh phóng sanh tạo tượng. Làm công đức đó là lợi tha, công đức đó là tha lực. Lấy công đức Phật hiệu nhờ các vị Phật Bồ Tát gia trì. Một mình là thua rồi. Cũng như cái thân này đang bị bệnh nè, khả năng mình không thể hết được nè, ruột thừa nè, phải đi vô mổ nè, bao tử nè, phải có thuốc nè, thì cái thân này phải đến bệnh viện để chữa, cho bản thân mình làm không được, bản thân mình trị liệu không được, phải vô bệnh viện đúng không? Ngay nơi cái thân mình thôi, đơn giản nhất là cái thân này nè, nó là giả huyễn, mà khi nó bệnh mà mình cũng không có quán được nó là giả huyễn, mà cũng phải nhờ thuốc, nhờ bác sĩ. Còn cái tâm nó bệnh tham sân si, mạn nghi, thân kiến biên kiến, vô lượng đời kiếp đến bây giờ, nó khó trị gấp trăm ngàn lần. Chỉ có Đức Phật là Đại Y Vương, Đức Phật A Di Đà là Đại Y Vương, Đức Phật Thích Ca là Đại Y Vương, chỉ cho mình cái món thuốc A Di Đà là phổ trị này có thể mới giúp mình được thôi. Thuốc bên ngoài trị không được đâu, bệnh oan gia mà.
Cái lúc gần ra đi thì mới thấy mặt mũi nó kinh khủng. Sư cô ăn ốc vô xong rồi nằm niệm Phật thấy ốc không? Niệm Phật thấy Phật chứ sao thấy ốc? Ghê không? Phải nhờ thần lực của Phật thôi. Ngay nơi cái thân bệnh này tự trị liệu không được, phải nhờ người khác nữa. Chứ đừng có nói cái tâm lực, tâm mình bị bệnh rồi mà không nhờ thuốc A Di Đà, không nhờ lời của Phật tổ để mà khuyến khích, mà tự lực tôi là có Phật tánh, bệnh kệ nó. Nhưng mà cái lúc mà quả báo đến rồi mới kệ được không? Kệ không nói. Biết nó không theo, biết với mình, biết cái nghiệp với mình là một rồi, theo không theo gì nữa, nó hành cho chết. Oán nghiệp, túc nghiệp, sát sanh đời trước quá nhiều, ăn thịt quá nhiều, làm hại súc vật, làm hại người khác quá nhiều. Thì bây giờ cái bệnh oán nghiệp này nó xuất hiện. Hồi xưa đâu có bệnh sida, đâu có những cái nan y đâu. Bây giờ nó quá trời những bệnh nan y. Oán nghiệp, túc nghiệp rồi mới đến cái bệnh gì? Thân tâm sinh lý gây ra. Mà thân tâm sinh lý nó có hai cái chỗ. Thứ nhất là ăn đồ độc, uống độc, nghĩ độc. Nghĩ độc là tham sân si. Ăn độc là ăn những loài súc vật, ăn những cái gì nó có chất độc trong đó. Bệnh tùng khẩu nhập. Uống độc là bia rượu, uống những cái chất độc hại gây kích thích, nhất là xì ke. Chúng tôi lo, mấy thầy phải quản lý kỹ. Mấy chú mới vô trong này, ông sợ ông trốn, ông chích vô bình, vô ở trong nhà vệ sinh ông chích, không biết được. Mà cái người xì ke đó, cái tâm lý họ bất thường lắm. Lúc khóc, lúc vui, lúc mừng, nó chập. Nó không có bình tĩnh được, đụng đến họ cái con người họ bất thường lắm. Họ không tự chủ được nữa. Mà đã đụng vô cái đó rồi thì chớ dại mà thử nó. Đã sanh ra bệnh. Bệnh này là cái bệnh kinh khủng lắm. Tự thân mình làm cho nó bệnh, chứ không phải oán nghiệp, không phải túc nghiệp nha. Rồi một cái nữa đó là ăn uống không điều độ rồi nha. Một cái nữa Ấn Tổ hay nhắc đó là con người nam cũng như người nữ không biết tiết dục sanh ra bệnh, gọi là bảo thân tiết dục. Nếu không gìn giữ cái thân này bằng cách tiết dục thì người này chết sớm. Sáng nghe cái thư đó, cái người đó hỏi ngài: con không có con bây giờ, con làm sao có con? Nghe người ta bày nó uống thuốc tráng dương lên để mau có con. Ông tổ ngày la, cái ông uống thuốc tráng dương vô để ăn nằm với vợ thì ông chết sớm chứ không phải có con đâu. Ông phải cử từ 6 tháng đến 1 năm cho cái tiên thiên, tức là tinh lực con tinh trùng đó nó đủ sức mạnh rồi, bắt đầu nó mới đậu thai. Cho nó vô trong bên trong người phụ nữ, nó cái con tinh trùng nó chết thì cái tâm thức của con người cũng không bám vô nó được đâu. Trời, ngài quá siêu luôn. Bồ Tát mới nói được chuyện này chứ làm sao mà mình nói được chuyện này. Ông đó nghe cái ông chịu liền, ông tin liền. Thêm đó ông phải làm phước niệm Quan Âm cầu nguyện đi, thì đứa con ông mới là một người sanh ra nó là siêu quần bạc tụy chứ. Còn nếu mà thí dụ mang thai rồi mà bắt đầu 3 tháng trở đi, hoặc khi mang thai rồi mà ăn nằm một lần là thai độc, là bọc thai đó nó độc, nó dày lên, đứa con có thể nó chết trong đó. Sanh ra nó bị ghẻ lát đậu mùa và nó si dại. Ghê không? Có ai nói được chuyện này? Bác sĩ đâu dám nói đâu. Bác sĩ vẫn làm cái chuyện này, ông đâu có thấy cái tác hại đâu mà ông dám nói. Nghe thì thấy cái chuyện nó hơi thô tục một chút, nhưng mà cứu không biết bao nhiêu người đó. Hay lắm. Bệnh tùng khẩu nhập, bệnh không biết tiết dục. Thuốc có thể chữa được, nhưng mà thuốc 50% thôi. Nếu không có chuyển được cái nghiệp ăn quá độ và ăn thịt chúng sanh, cũng là từ nghiệp. Trong cái nghiệp quá khứ nó đã có cái ham ăn tục uống rồi. Ngài dùng danh từ là gọi là ham ăn tục uống rồi. Cho nên bây giờ nó cũng tham ăn tục uống, cho nên thành ra cũng là do nghiệp quá khứ tham ăn tục uống rồi sanh ra bệnh. Không điều chỉnh được nó cũng là từ nơi cái tâm thức nhất thiết di tâm tạo hết. Có nhiều người nói thuốc giỏi lắm, thuốc tây, thuốc tàu, thuốc này, thuốc nọ giỏi lắm. Mà ngài nói làm sao? Thuốc dầu cho linh đơn mà không có A Già Đà, không có pháp lành, thì người này uống vô dầu cho có hết bệnh đi, hết bệnh này sanh bệnh kia, bởi vì cái gốc nó không hết. Chữa bệnh phải biết chữa gốc, chữa ngọn trước. Đau đầu chữa đau đầu, đau chân chữa đau chân, đau bao tử chữa đau bao tử. Chữa cái ngọn này trước đi,
Rồi sâu hết cái ngọn này rồi đó, bắt đầu quay ra chữ gốc. Chữ gốc đó là gì? Tin sâu nhân quả, tin lời Phật, ngửa tin lời Phật, ngửa tin pháp lực của Phật để chuyển nghiệp. Đây là chữ gốc. Còn chạy ra bên ngoài đó là chữ ngọn. Mà chữ ngọn có hai cái, túc nghiệp và oán nghiệp, thì cái này thua, thuốc này không chữa được. Chỉ có cái bệnh sinh lý, tâm lý tự mình gây ra, bao tử đầu đâu đó thì nên phải chữa thôi. Là chữa cái ngọn trước, rồi bắt đầu phải quay rồi chữa cái gốc. Chứ nó không có chữa cái gốc thì cái ngọn nó cứ lia lịa, nó bị hoài. Nhất là tổn tinh lực rồi thì thôi, nó bị đau đầu, đau óc rồi, nó bị đủ thứ hết trơn sanh ra. Người này không biết tiết giữ, xiện ăn nằm phòng the, nhắc hoài luôn. Thường là chúng tôi hay nở mở đó, bảo thân tiết dục, biết mình là nghiệp chướng sâu nặng là phải nghe chỗ này thôi. Đó, hồi nãy giờ quý vị ngồi nghe cái tâm mình thấy nó lắng hơn. Cái lời của Nhất Nhàn gọi là, tuy rằng nói trong văn sao nhưng mà cái tâm lực của mình vẫn là phàm phu thôi. Còn cái lời trong văn sao là cái tâm lực của Ngài là Bồ Tát đấy, Bồ Tát Đại Thế Chí. Khác dữ lắm, đọc vô rồi một cái là cảm xúc khác lắm. Nhưng điều quý vị chưa có đọc, quý vị nghe Nhất Nhàn nói, quý vị kêu hay quá, thích quá, giờ nghe thấy dễ hiểu quá. Thì quý vị có nhân duyên với chúng tôi nói vậy thôi. Chứ mà khi mà chúng tôi lỡ mà ra đi một cái là quý vị không nghe được nữa, không bám vân vân sao nữa, thì gọi là y nhân bất y pháp, thì quý vị rớt ngay. Phải là y pháp bất y nhân nó mới được. Người chỉ là phụ thôi, phổ biến cái chuyện đó thôi. Cái chuyện đó là cái chuyện mà mình phải bảo thân tiết dục, phải giáo dục gia đình. Cái chuyện đó phải liễu sanh thoát tử trong đời này. Làm được không? Cái khí phách của con người mình là đội trời đạp đất. Đang là đội trời đạp đất nè. Cái nghĩa của đội trời đạp đất là con người này nó muốn làm cái gì là nó làm được thôi. Đục thành khoét núi, làm đường đi, làm máy bay. Cái khả năng của con người nó kinh khủng lắm. Cái tâm lực của con người không thấy nhưng mà nó bất khả tư nghị lắm, không thể tưởng tượng. Nhưng mà đổ vào toàn tâm làm những cái gì giả không, không chịu trở về với cái thật là cái chân thật, không trở về cái cảnh giới, không có trở về cái gì mà khả năng mình có thể có để mà mình vì nguyện lực độ chúng sanh. Con người mình có khả năng đội trời đạp đất thì cái chuyện mà niệm Phật vãng sanh nó thuận với tánh Phật, nó thuận với tánh đức mà để cảm với Phật thì chuyện này dễ lắm, dễ lắm. Không có ai khuyến khích mà mình không có huân tu, mình không có được người chỉ dạy mình, khuyến khích mình, và mình không thích làm thôi, chứ mình thích làm là được. Mà được cái chuyện mà gọi rằng liễu sanh thoát tử, được cái chuyện mà để mà cách vật trí chi, chánh tâm thành ý, thì cái chuyện tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ là chuyện nhỏ. Mà bỏ cái chuyện này đi mà để bình thiên hạ thì mất gốc, cái thời gian gia đình mình cũng bay luôn, mất luôn, tan tành theo bay khói luôn. Rồi thiên hạ cũng gì, vẫn khổ đau là khổ đau thôi. Cho nên có nhiều người nói mấy ông thầy ngồi cứ nói không chứ làm gì được đâu. Ngồi mát ăn bát vàng có làm gì đâu, ra cày cuốc rồi là chế xe cộ bay lên không trung, chế máy bay rồi người ta mới gọi là làm. Chứ làm gì cứ ngồi tu không mà nói chuyện trên giờ dưới đất. Ừ, bạn làm được tất cả các chuyện, mà cái chuyện mà phục được cái trong tâm bạn phiền não, nghiệp chướng á, cách vật trí chi á, mà bạn làm không được á, thì thôi, cái chuyện kia chuyện bên ngoài phụ à. Thọ mạng hết rồi một đời sau bạn mới biết, bạn kỹ sư nó cũng quên, bạn bác sĩ nó cũng quên. Vô trong cái tử cung nó nằm ở trong đó là cái địa ngục máu, cái là nó mê rồi. Chưa vô dòng thánh là coi như xong rồi. Khi họ vô dòng thánh là 7 lần sanh lên trời tư đồ hoàng thôi, 7 lần sanh xuống đất. Họ vô sơ tính thôi là họ đã đoạn được kiến, hoặc là họ đã tự tại sanh tử rồi. Mà cũng phải 7 lần à. Họ bước lên thất tính, từ sơ tính lên thất tính thì họ mới dứt được cái chuyện sanh tử luân hồi, tham sân si mạng nghi, họ dứt sạch được hết. Họ tự tại. Còn mình là phàm phu thì nó nguy hiểm vô cùng. Không nhờ Phật lực thì gần như là cái thân mình không nhờ thuốc, không nhờ bác sĩ thì coi chết sớm thôi. Tâm lực mình mà không có pháp lực thì coi như xong. Không có Phật lực nữa thì coi như thôi rồi. Lên bờ xuống ruộng sớm. Khổ vô cùng. Trước giờ ở đây có ai khổ không? Hỏi cái chuyện này chắc ai cũng nói con khổ nhất. Con khổ nhất mà. Kể cái chuyện này cho nghe một tí. Có cái cô
Hôm kia cô nhắn tin cái số 312, bữa nay thầy, thầy Nhật Tuệ, thầy giữ. Nhắn tin xong rồi Nhân Nhàn gặp cổ. Ngay chắc cô cũng đang nghe trực tiếp. Cô nói hôm trước con thờ trong phòng thờ trang nghiêm, ông chồng con không chịu. Ông kêu bàn thờ phải bỏ hết, không có thờ gì hết trơn. Mà tu hành đồ làm linh tinh lang tang không chịu. Đúng ra cái bổn phận của người vợ làm bất cứ chuyện nhỏ chuyện lớn, thờ phượng hay cái gì cũng hỏi anh em làm cái đó được không, nếu anh cho thì em làm, nếu không cho thôi em không làm. Nói vậy nghe ngoan không? Ngoan quá. Mà không chịu, cứ thờ. Ông đi chung xe, ông nói tôi không có thích bà thờ đâu nghe. Bà cũng im ru không nói gì hết trơn. Người giận là không thèm nói, ngộ vậy đó. Cái rồi bà về bà dọn hết tất cả, dọn cho bà ghét mà. Dọn như là theo ý ổng thôi, nhưng mà cũng không có vui lắm. Để lại riêng cái tượng Phật A Di Đà bằng bằng sành đó, để đó. Không nói năng gì hết. Tối cái qua ngủ với ông cha, cha ruột. Về bên nhà lo lắng gì đó, ông ngủ nhà mình ông buồn, ông tức, ông cầm tượng Phật ông đập một cái rầm banh luôn. Ông đập nát luôn. Xong rồi về lại ngồi khóc buồn không nói chuyện nữa, gom lại bỏ vô bịch. Chờ gọi thầy, hỏi thầy Nhàn thì phân xử ra sao. Gọi lên tưởng phân xử là kêu mình kêu ly dị hoặc là cãi lộn nghi ngang, thì kêu thôi xin lỗi đi. Ủa chuyện này sao làm được, khó lắm. Kêu phải xin lỗi. Bây giờ mình làm sai, đâu phải là mình là bá chủ trong gia đình đâu. Không phải ổng đầm một chỗ mình nuôi ổng đâu, mình muốn làm gì mình làm. Phải hỏi, này ổng không chịu, ông chồng không chịu, thôi mình thuận theo cho nó vui. Bây giờ mình chọc gai ổng dọn hết mà để tượng Phật ổng đập là phải rồi. Bây giờ Phật bên ngoài bể mà Phật bên trong cũng buồn nữa thì thôi thiệt hại quá. Thôi bây giờ canh cái lúc nào ổng ngồi mời lên trên ghế, ổng rảnh rỗi rồi quỳ sát cái xuống dưới, quỳ dưới rồi bắt đầu gục đầu xin lỗi. Cái chuyện này là chuyện khó, bữa giờ đang tức giờ bắt xin lỗi. Cuối cùng cái con nghe theo. Con nghe theo để con làm thì con báo tin tức. Sáng hôm nay nhắn tin lên con xin lỗi ông không chịu. Rồi coi cái câu sau, ông nói là ông có lỗi chứ con có lỗi đâu. Ông nói là anh có lỗi chứ em có lỗi. Vậy là thành công rồi. Vậy mà không chịu, nói em có lỗi, hai người cài nhau. Lúc đầu á, thì tranh nhau, hai người không có người nào có lỗi hết trơn. Tôi thờ Phật chứ làm gì đâu mà có lỗi. Rồi ông đập, ông nói ông có quyền, ông đập, ông không có lỗi. Thì hai người đầu tiên không có lỗi đúng không? Về sau cổ xin lỗi, ông cũng dành, ông kêu ông có lỗi. Rồi bà không chịu, bà nói bà có lỗi. Xong cổ cứ quỳ đó hoài. Ông nói tôi đã nói tôi có lỗi mà bà quỳ đó, bà quỳ đó bà chùi tôi chết hả bà. Cái Nhân Nhàn nhắn tin lại nói cô đã xin lỗi ổng, ổng nhận lỗi là xong rồi, bây giờ cô dành lỗi chứ nữa đó. Rồi cuối cùng sao cô hoan hỷ thì từ từ nó hòa lại. Cho nên khi mình không có lỗi mà mình cúi đầu xuống, mình gục mặt xuống, mình xin lỗi người đó thì người đó sẽ nhìn ra cái lỗi của họ, hiểu không? Cái câu chuyện này hay. Cậu nói ồ vậy con hiểu rồi, con có dành lỗi không? Con nghe sư phụ nói con kêu thôi lỗi con luôn, con không chịu để cho ông lỗi. Rồi cuối cùng con quỳ đó hoài 20 phút, ông vô ông kêu bà chùi cho tôi chết hả bà. cho nên cái người mà có trí tuệ rồi họ hành xử rất hay. Bò uống nước thành sữa, người có trí tu chứng niết bàn. Rắn uống nước thành nọc độc, người không có trí tu đọa nê lê. Đọa nê lê là đọa địa ngục. Muốn có trí đơn giản thôi, niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi, đâu có gì khó đâu. Vô lượng giác mà. Tâm không vọng tưởng thì thôi, cái trí tuệ nó siêu quần bạc tỵ, ai mà bì kịp cho nó. Điều mình niệm ít quá, niệm rai rai, niệm tà tà, không có quyết liệt cho nên thành ra không có khai thác được cái trí tuệ. Cái câu chuyện này nó cũng hay hay kể cho nghe. Trong cái dịp mà đi về bên này đó thì cô Dung có cái ba cái tâm nguyện. Tâm nguyện đầu tiên gặp cái đĩa chúng tôi là phát nguyện lạy từ ở dưới đường xí nghiệp xứ lên trên này 3 tiếng đồng hồ, một bước ba lạy, nhất bộ tam bái. Có mãn nguyện được cái chuyện đó mà mưa tầm tã, đứa em che dù cái khôi thổi che để che cho em, đứa mà đứa em thấy tội nghiệp ở bên Đài Loan á, về cùng luôn che. Mà cũng nhờ lạy buổi tối cho nên không có xe, chứ nếu mà lạy ban ngày xe cộ lên vướng chắc công an nó bắt nó bỏ xe chở đi quá. Đừng có lạy như vậy nha, con này có liều liều chứ không phải chúng tôi nói vậy ai cũng bắt chước lạy từ dưới đó lên nha.
Con nói con lại lên tới nơi thế nào con cũng gặp thầy giảng nhàn. Mà bà lại lên tới nơi cái bà gặp. Lúc đó giảng buổi tối thứ bảy đi ra. Nói vậy đừng có lại rồi nên gặp ngang, đã không gặp là không gặp ạ. Cái cuối cùng cái rồi có về có cái tâm nguyện thứ hai là thỉnh chúng tôi từ Mỹ đi sang Hàn Quốc cũng thành tựu. Chuyến thứ ba vừa rồi là về cúng dường trai tăng. Toàn Phật tử Việt Nam ở bên Hàn bỏ tiền ra, nhất là cô Hà phát tâm cúng dường lo hết cho các sư, lo hết cho mấy người Hàn luôn. Mà mấy người Hàn họ giàu dữ lắm, cổ không lấy tiền của nó, cái nguyện cổ là bây giờ lo hết cho mấy người Hàn. Mấy người ta năn nỉ quá chừng đưa 1,000+ đô đó, cổ mang lên đợt sau cổ lên cổ cúng dường. Thì có cái điều kỳ diệu chỗ này, ông chồng lúc trước giờ không hiểu đạo, không biết cổ tu theo kiểu gì. Vậy mà vừa rồi cái đĩa hàng chúng tôi làm xong dựng gửi qua, ông ngồi ông coi miết. Ông kêu mấy ông thầy niệm Phật hay quá, ông sư này giảng hay quá, ông coi hoài luôn. Ông kêu bữa nay tôi mới thấy tội nghiệp bà quá, trước giờ tôi gây trở ngại bà, tôi không biết bà tu như vậy, bà về cái đạo tràng ở trang nghiêm bà cúng, bà đọc cái bài tắc bạch như vậy, thôi giờ tôi xin lỗi bà nha, thôi bà lo bà tu đi, tôi không có cản trở bà. Mấy năm vậy? Gần 10 năm, nó mới đủ cái phước duyên. Đợt này là cái công đức đột phá mạnh nhất, gửi vừa làm xong cổ còn ở bên Việt Nam, gửi về là ông con ông khóc ròng. Ông nói tội nghiệp con vợ tôi quá, trước giờ tôi đâu biết đâu, nó đi làm chuyện phước như vậy, nó làm tốt như vậy mà tôi cứ cản hoài. Mà đúng ông ngăn cản kinh khủng luôn. Chuẩn bị đi về cách 2-3 ngày trước mà ông bị tim mặt mày tím liệm, tưởng là phải ở nhà mổ thì đâu có tiền nữa đâu. Công nhận tin Phật, ngửa tin lời Phật, Phật lực bất khả tư nghì, hay thiệt. Cổ là cái món của cổ là đụng chuyện là trì đại bi. Vì niệm Quan Âm nhiều lúc vọng tưởng nó sen, cổ làm tới luôn trì đại bi 200 biến rồi mới 108 biến là giải quyết xong. Thọc cái ống vô thông cái thôi đi về khỏi mổ, thì cổ mới về đây được. Đây là cái chuyện mà chúng tôi sau khi cái lễ viếng Phật Di Đà. Trời ơi, vô cái nhà nó nghèo. Cái cô Vi đọc bài tắc bạch tiếng Việt nghèo quá chừng luôn. Cổ cũng nghèo, thực sự là nghèo. Cô này hay cái là người ta đưa tiền của cổ, mà chồng của cổ nói vào mùa lạnh bên Hàn lạnh lắm, mùa đông lạnh mua cho cái áo, cái tiền này đâu phải của em mà mua áo, để giờ bữa tới lương khi nào có tiền đó cũng không có mua áo lạnh cho ông nữa, lo đi làm Phật sự. Cuối cùng bữa đó chúng tôi khiến sao tặng cái áo lạnh mang về, ông bận, ông kêu chú ông thầy này ông tốt quá hai em ha. Ông cho anh cái áo lạnh em bận ấm quá. Bận cái kệ, cái người mà họ đang lạnh đang thiếu cho họ họ quý lắm. Còn cái người mà thừa cho họ, họ không thích. Họ kêu cái này làm gì, áo lạnh tôi 4-5 cái cho làm gì, tôi cần đó. Phật Pháp cũng vậy. Cái người mà tha thiết muốn liễu sanh thoát tử, họ nghe một cái buổi thuyết pháp này, họ làm dư thừa rồi. Còn người mà không muốn liễu sanh thoát tử là họ nghe họ thấy nó chán ơi là chán luôn, không nói cái gì tôi chán quá, không có hữu ích gì hết trơn. Ông chỉ tôi cách kiếm tiền làm bằng ăn sao mà nó làm tỷ phú hoặc đại gia đồ, cái xe cộ đồ đi cho ông làm gì, ông nói liễu sanh thoát tử đồ nghe tôi chán không ông ơi. Cái đó là gì? Kẻ phàm phu đáng thương vô cùng, đó là kẻ tiểu nhân trọng tài hơn trọng đức. Nghe cái này nó đau lòng xót dạ lắm anh nghe. Còn tiếng nữa hết giờ. Còn một cái việc, trong đó có một cái cô. Câu chuyện này cũng đặc biệt. Cô này lúc chúng tôi qua Hàn Quốc đặt tên cổ pháp danh là Liên Phước. Lúc qua Hàn Quốc xong về lại bên Mỹ, đứa con mới có 2-3 tuổi. Nó đứng sau chiếc xe, ông chồng ổng lui chiếc xe, ổng cán qua người nó. Mà nó mặc cái áo lạnh cũng dày. Khi cán qua người nó, một cái là máu mũi, máu miệng học ra hết, mặt mày tím liệm. Ông nghe cái xe, cái bánh xe nó kền lên cái nó xuống, cái ông thấy nó nằm bên trong lòng. Ông xuống ông thấy nó máu miệng, máu mũi, máu miệng nó học ra hết, mới chở đi vô nhà thương. Mới gọi cô này vô đi, cô hỏi có chuyện gì, khi không nói trước vô để biết. Vô một cái thấy đứa nhỏ nó nằm coi như bất tỉnh. Cổ mới bắt đầu trì đại bi, niệm Quan Âm, tha thiết niệm Quan Âm. Bác sĩ mang vô kiểm tra đồ này nọ rồi không biết sao tự nhiên. Qua hôm sau cái nó chỉ trầy cái phổi sơ, cái con người không sao hết, mang về lại được. Bình thường. Cổ kể, cổ kêu mẹ Quan Âm sao hay quá, màu nhiệm quá. Mà cái đứa nhỏ này nó hay lắm. Khi sanh ra bắt đầu nó biết nói rồi đó nghe.
Nó biết rồi nó nói nam ngủ theo nam mà nữ ngủ theo nữ, anh á, thì ngủ với ba mà em là nữ ngủ với mẹ, ba không được vô trong này đâu, vô nó lộn xộn, nó không thanh tịnh đâu. Nó không cho ba nó vô. Ủa là ba nó vô nó khóc, nó ré lên, nó ré bể nhà, ông sợ ông chạy mất. Cho nên mới kêu trời, nó có đứa nhỏ này nó canh đỡ quá chừng. Thế nếu mà vợ chồng mà mình ngăn cản, đôi khi họ kêu mình gọi tình mà đứa nhỏ nó la, nó kêu không được, ai ngủ giống nào ra giống đó thôi, bên nào đó nó la nó khóc ung dung hết trơn là phải chạy ra thôi. Trời, cái con nhỏ này nó bắt cười vậy đó. Mà nó cứ niệm Phật à, vừa biết nói là gì, kêu ba đi, nó kêu A Di Đà thôi. Nó không có kêu ba. Thì cái lúc cổ mang thai là cổ niệm Phật, cổ niệm Phật, niệm Quan Âm, cổ tu dữ lắm. Cho nên nó học, gọi là nó hấp thụ cái tánh khí. Còn ông chồng thì sao? Ham chơi chứng khoán, cái bắt đầu thua sạch sẽ luôn. Đi trốn, người ta bắt lấy thâu xe hết, chuẩn bị xiết nhà nè. Ông đi trốn, khóa điện thoại, thỉnh thoảng ông mở ra thôi chứ ông gọi không được ông. Ông trốn, ông kêu thôi bây giờ nếu mà về thì họ xiết nhà, vợ con cũng ra qua đường ở. Thôi bây giờ ông đi, ông chết cho nó xong. Ông chuẩn bị chết rồi. Cậu nhớ đến cái băng đĩa mà gặp Phật, Phật cứu. Cậu mới lấy cái hình Quan Âm gửi qua Zalo. Ông dở ra, ông coi cái hình Phật, cái bắt đầu ông tỉnh, ông không muốn chết, ông về nhà. Khi mà ông về nhà lại, cái đó bắt đầu cậu mới nói là em nợ anh, rồi anh nợ mọi người, cho nên thành ra bây giờ phải trả. Không trả bằng chứng khoán cũng phải trả vì tai nạn, không trả tai nạn thì cũng phải trả vì trộm cắp. Thôi kệ nó đi, không sao. Cổ niệm Quan Âm suốt, cái bắt đầu ngang hàng nó tới chuẩn bị xiết nhà rồi. Cổ mới nói thôi bây giờ tháng lương của tôi làm ra một tháng là bao nhiêu tiền đó, thì họ cộng trừ nhân chi gì đó là 3 năm là lấy cái lương của ngày. Tháng nào làm ra họ lấy thẻ họ rút luôn. 3 năm như vậy trả nợ mới xong. Rồi cuối cùng nó còn cho căn nhà để ở, không có ra ngoài đường ở. Cũng kêu nhờ Quan Âm nữa, cũng nhờ hình Quan Âm mà ông chồng con không chết, ông chuẩn bị từng dặm rồi. Mà suốt 15 ngày đó chỉ trì chú niệm Phật hồi hướng cho ông. Thì cuối cùng bà mẹ chồng bắt đầu tin. Bây giờ cổ mua cái xe cho ông tàn tàn xấu xấu đi làm, nó xiết hết trơn rồi. Rồi mua thêm cái xe tàn tàn chậm chành để cổ đi làm. Cổ nói không có Phật cứu là con chết rồi. Chết là tan tành đi ra ngoài đường ở, con cái nheo nhúc bên ngoài nó lạnh vài đêm là chết. Thì những người này họ mới tin được Phật lực bất khả tư nghì, đúng không? Nhiều cái nhóm người Hàn Việt Nam ở bên Hàn, nhiều người họ về họ cúng, mỗi người bỏ một chút tiền nhưng mà họ nói màu nhiệm. Cô Hà có về, cô coi cái đĩa cô thích, mấy ông người bên Hàn thích quá, kêu thôi ngày tất niên dắt tôi về tôi thăm ông thầy đó thử coi sao, tôi thăm chùa nữa. ngày mùng năm tháng 1 2020 là mình tất niên đó. Vô ngày 11 tháng 12 âm lịch. Họ muốn về đây một số mấy người Hàn để họ thăm cái chùa Ton mình. Họ thích cái phòng hộ niệm. Họ kêu phòng hộ niệm hay quá, để họ làm về đây họ học cái ban hộ niệm, cái cửa của mình đó mà. Họ vô trang nghiêm quá. Cho nên ra xong một cái lễ viếng Phật Di Đà, hầu như là tất cả những người trên thế giới đó, họ thấy được cái nhân vật Đức Phật A Di Đà là có Phật có thật trong lịch sử. Có thật trong lịch sử đó là do các vị tổ truyền lại, Ấn Tổ nói lại. Ngài hành tu là Phật Định Quang tái thế. Khi mà ông vua Việt Vương đó, ông tới, ông hỏi Ngài Vĩnh Minh, trong thời đại hôm nay có người nào gọi là cao tăng thật đức không? Có người nào mà lại là có những cái pháp khí có thể khai thị cho ông được? Chỉ đến Ngài hành tu cái lỗ tai dài đụng vai, ông là Phật Định Quang. Vừa đến nói, Ngài Vĩnh Minh nói Ngài là Phật Định Quang tái thế. Ngài từ chối liền. Ngài nói không. Ngài cũng không có nói rằng là Ngài không phải hay là phải nha. Ngài nói ông Vĩnh Minh cũng là Phật A Di Đà tái thế chứ ông nói ai. Cái ngồi tịch luôn. Cái tịch luôn, cái bắt đầu tới, vừa tới cửa là nghe Ngài Vĩnh Minh cũng tịch luôn rồi. Vừa lộ thân phận là tịch luôn. Cái Ngài là mày. Cho nên thành ra là nó có cái sử liệu, nó có cái những cái duyên sự này mà mình biết Đức Phật A Di Đà Ngài quá thân nhiều lắm. Những con người đó mình niệm Phật chưa phải là toàn thân Đức Phật A Di Đà quá thân, nhưng mà từng phần của quá thân Đức Phật A Di Đà đã ngự trong tâm họ rồi. Một câu Phật hiệu là có một quá thân ở trong tâm mình. Một niệm tham là có quá thân của ngạ quỷ, cảnh giới ngạ quỷ và nhân vật ngạ quỷ bắt đầu hình thành trong tâm rồi.
Một niệm sân chế ngự trong lòng đó là nhân vật trở thành từ từ ở trong địa ngục, và cảnh giới địa ngục đã chế ngự trong tâm rồi. Một câu danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong tâm mình, toàn tâm mà niệm đó, thì Bồ Tát Quan Âm đã ở trong tâm mình rồi. Cái này xử lý viên dung lắm. Vừa là tánh nghe là Quan Âm của mình hình thành trưởng dưỡng, mà vừa là gì? Vừa là thần lực của Bồ Tát Quan Âm ngự trong tâm mình đó. Ngàn chân cá nước, ngàn chân sôi đó. Ngàn tâm niệm Quan Âm là ngàn tâm cảm ứng Quan Âm đó. Mà phải nhất tâm chí thành nữa nha. Sáng hôm nay mấy chú làm kho tượng, làm cái bảng bằng gỗ, nhìn cái miếng gỗ nó đơn sơ thôi, mà để bốn chữ một bên này, bốn chữ bên kia là tám chữ. Chí thành cảm ứng, chí kính cảm thông. Mấy chú biết chúng tôi thích câu đó. Mà cái câu này là cái câu mà quan trọng. Làm cho một cái tấm bảng khắc gỗ chữ nổi lên, rồi thiếp vàng lên trên đó. Vàng này là vàng làm tượng, vàng Đài Loan thường chứ không phải vàng thiệt không? Chắc mấy ông không có tiền làm vàng thiệt. Làm thiệt đẹp cái bảng, nhìn nó nổi chữ đẹp. Chúng tôi cầm một cái là cảm xúc kêu thôi, để làm cái phòng khách mới xong rồi treo trong đó. Hay. Đúng cái câu đó đủ là nhất tâm chí thành. Ấn Tổ nói nếu chưa nhất tâm mà đòi cảm ứng thì không được. Chí thành nó phải nhất tâm, nhưng cái bảng này nhỏ vừa cho nên không có để đủ. Chúng tôi làm những câu này để. Bây giờ thầy Nhượng Minh đọc cái lá thư của cái cô giáo này thiệt là hay. Cô giáo này viết cái cuốn Nam Mô A Di Đà Phật, hai cuốn tập mang lên cúng dường. Cô giáo nghèo ở Tây Ninh, rồi viết một cái lá thư viết tay gửi lên đây qua đường bưu điện. Chúng tôi cảm động. Cô giáo này vận hành áp dụng cái lời Phật vào trong cái học đường hay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc một lá thư của cô giáo Nguyễn Thị Hòa này. Cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay để chứng minh Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính gửi thầy, con là Nguyễn Thị Hòa, pháp danh Diệu Thuận. Con đang sống và dạy học ở thành phố Tây Ninh. Con có duyên được nghe các bài pháp của thầy giảng. Con xin cảm ơn và tri ân thầy vô cùng. Vì những lời thầy giảng như ánh đuốc soi đường con đi và hoàn thiện bản thân hơn. Bên cạnh đó, con cũng đã mang một phần vào trong công việc dạy học của con. Mỗi giờ lên lớp, con lấy một câu thầy nhắc nhở. Con dạy cho học sinh của con sống và học tập sao cho phải đạo. Nhất là khi con nghe được các bài giảng của thầy, như là hành trì theo lời dạy của Tổ sư Ấn Quang, tịnh nghiệp tam phước, thọ khang bảo giám, bảo thân tiết dục, vân vân. Thầy ơi, thật may mắn cho con là được học Phật. Nếu không, con không biết mình sẽ ra sao. Mặc dù con đã là một giáo viên mà vẫn còn quá nhiều điều không tốt, đầy tham sân si. Nay nhờ ánh sáng Phật Pháp, mỗi ngày con nhìn lại mình để sửa sai và sám hối. Trước kia mỗi lần lên lớp mà học sinh làm bài không được là con la mắng không tiếc lời. Nhưng từ khi nghe Pháp Thầy, con nhìn các em và xem chúng như Bồ Tát Thầy ạ. Con dạy nhiệt tình hơn và xem trò như con của mình. Đại lễ Vu Lan 11 tháng 7 âm lịch vừa rồi, con được về tịnh thất Quan Âm diện kiến Thầy. Lòng con tràn ngập niềm vui vì con mơ ước được gặp Thầy. Con xin tri ân Thầy và không biết phải làm gì hơn là nghe và làm theo lời Thầy dạy. Mỗi ngày con ăn chay, buổi tối con lạy Phật, tụng chú Đại Bi. Chỉ được 7 lần thôi Thầy ạ. Sau đó niệm Phật và niệm thêm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nhân ngày vía Đức Phật A Di Đà 17 tháng 11, con viết hai quyển tập bốn chữ hồng danh xin dâng lên cúng dường thầy, mong thầy hoan hỷ nhận cho con. Con xin dừng bút và kính chúc thầy mãi mãi mạnh khỏe để chúng con có những bài pháp hay. Tây Ninh, ngày 5 tháng 11 âm lịch 2019, Phật tử Nguyễn Thị Hòa. Sở dĩ hôm nay giấc nhàng nhờ thầy Nhuận Minh đọc cái lá thư này là tuy rằng nó ngắn thôi nhưng mà cả một cái tâm trạng của cô ta. Cô giáo lúc đầu không có hành trì, không có tu tập. Ý mình là cô giáo, la mắng quát tới nơi, đồ mày đồ ngu, đồ này đồ nọ, nói chửi nó. Thì Ấn Tổ nói dạy học dạy con cái, bắt đầu nó từ 13, 14 tuổi mà nói kiểu này là nó sẽ đi bộ đời, nó sẽ đối kháng lại liền. Còn nhỏ thì phải dùng lời răn đe cứng. Nhưng mà bắt đầu nó bước lên tuổi, nó biết rồi từ 10, 15 tuổi thì dạy cái cách này phải phản tác dụng. Con cái trong nhà cũng vậy. Hôm nay cái thư này là cô này áp dụng và học đường được, là lúc trước nó làm bài không được, cô bực tức, cô la đồ này đồ nọ, đồ ngu đồ dốt dạy hoài mà không hiểu, thì nó bực tức lắm. Bởi vì sao? Bắt đầu cái ngã nó hình thành và nó xem nó là con người không phải như mình nói nữa. La mắng nó thì nó một là đi bộ đời, hai là nó không phục, bên ngoài nó sợ cho nó không phục. Thì bây giờ làm sao cho nó thương mình, nó kính mình, nó biết ơn mình, nó phục mình. Phải có thời gian áp dụng được, đem một số những cái điều trong văn sao học hiểu đem vô trong học đường. Thì cô giáo này đúng bổn phận cô giáo, một cái phước rất lớn. Chỉ có cái ngành giáo dục là cái ngành tuy rằng không giàu có, các vị cô giáo như cô Xuyến, cô Liên An ở Hà Nội, giáo viên Đại học Kinh tế gì Hà Nội, cô cũng không, không có buổi giảng nào của chúng tôi mà cô bỏ. Bắt đầu thì cứ áp dụng là cô lên ngành nghề công việc cổ là nó khác hẳn như lúc trước. Y như cô này, tâm không bình, khí không hòa. Mà khí không hòa thì cả không khí trong lớp học hôm đó thiệp là một cái chỗ mà ngưỡng người ngồi bị tra tấn, học giỏi cũng bị lây luôn, bị la lây luôn. Rồi những người học giỏi họ vinh vinh váo váo lên nữa, họ ra họ sỉ nhục mấy cái đứa bạn học dở bị cô giáo la nữa. Thì tâm không bình cho nên khí không hòa, trong nhà cũng thế thôi. Nếu không đọc văn sao, không tu tập thì gia đình mình thành địa ngục. Bởi vì khí không hòa, khí là cái không khí, là cái từ trường, là cái tâm trạng của mỗi người không bình cho nên khí không hòa. Nếu mà tâm bình khí hòa đó thì gia đình này chắc chắn làm ăn phải phấn phát. Dầu họ không có phước đi nữa mà gia đình họ an vui, an theo phận của mình, giàu theo an theo giàu mà nghèo an theo, theo nghèo. Cho hôm nay chúng ta nói như vậy để quý vị về áp dụng coi lại cái cách mình dạy con cái. Vì mình không có giữ được cái tính khí, mình làm mẹ mình bực bội, mình tức tối, mình la lên, nói nhiều quá sanh ra nó ghét, nó nhàm chán. Còn con người này không nói, họ niệm Phật đúng lúc họ ngồi ăn cơm họ nói, được tôn kính người chồng, họ thương yêu người con thực sự, họ có tu tập thì đá vàng cũng nứt nữa, chừng đừng nói chồng con. Chồng con là có nhân duyên với nhau rồi, có cái nhân duyên nhiều đời rồi, con là có huyết thống với mình rồi. Mà do mình không biết cách dạy, mình không có tu tập, tâm mình không có bình, tâm mình sân hận quá cho nên thành ra nó đổ vỡ hết thôi. Mà muốn bây giờ trở lại tâm bình khí hòa để gia đình nó gì? Gia hòa vạn sự hưng. Có thời gian à, chứ không phải về làm được liền đâu ngàn. Phải quyết tâm làm. Làm từ đâu? Từ nơi mình mà làm, sửa bản thân mình. Tôn kính chồng tột bực. Giống như cái cô mà hồi nãy chúng tôi kể đó, cả cuộc đời chắc chưa khi nào mà quỳ cục đầu xuống để xin lỗi chồng. Ai cũng có cái ngã mạn mà, đến A-la-hán tham sân si ngã mạn nghi nó mới hết mà. Cuối cùng tin chúng tôi và quý kính chúng tôi, gục đầu xin lỗi. Vừa gục đầu xin lỗi là ông nhận lỗi ông liền. Chứ mà ra chỉ mặt nói ông có lỗi lớn là ông đập tượng Phật của tôi, ông làm cho cái phù mỏ luôn. Tôi làm gì có lỗi? Ông Phật đó là bằng xi măng, ông Phật đó là bằng sành đó, cho có cái gì trong đó nó mờ thờ, để nó chướng nhà tôi đập là đúng rồi.
đúng không? Rồi tâm không bình, khí không hòa, thôi ly dị, đúng không? Bây giờ cái không khí ở trong nhà nó không có hòa thuận, gọi là thù ghét ở chung á. Chù, cái nỗi khổ mà thù ghét ở chung là nó tàn canh khói lửa nữa. Nhìn cái mặt ổng lúc trước đám cưới thì nó thương, bây giờ cái mặt ổng sao ghét quá. Thì bắt đầu là thù ghét, gặp gỡ khổ, chù cha, giống như là nằm ở trong gì gai gốc, phải ra đi thôi, không thể nào mà ở được. Vậy mà gì, gục đầu xin lỗi, cái là tâm bình khí hòa liền. Con người mình nó ngang ngạnh lắm, nó ngang ngạnh ghê lắm. Ngang như cua biết không? Cua nó bò thẳng không bò, nó bò ngang không, người ta gọi là cua. Bò ngang như cua, ngang lắm, ngang đó là ngã mạng thôi, gì đâu, không phục. Bên Mỹ có hai cái từ, họ lỡ đụng một cái nó thành thói quen luôn, người ta đụng mình luôn chứ không phải mình đụng ngang, không phải mình có lỗi là cũng gì, hai người đều sorry, sorry, sorry là xin lỗi, biết không? Còn mình cái tiếng này nặng lắm, tôi có lỗi gì mà xin. Làm cho họ một chút xíu là gì? Thank you, thank you, cảm ơn, cảm ơn. Hai cái câu này là trong tâm họ, trong miệng họ sẵn có, nhưng mà họ thành thói quen thôi. Cái nhiều người họ cảm ơn mà cũng không phải thực sự là cảm ơn. Mình gục đầu xuống cảm ơn. Cố gắng đọc cái bộ sách giáo dục gia đình để về phải thay đổi gia đình của mình mới được. Từ khi Tịnh Thất Quan Âm in ra bộ sách này rồi, bắt đầu là mấy thầy khác hẳn. Chúng ta nói thật, cái gia đình trong Tịnh Thất Quan Âm là khác hẳn. Không phải sống trong này mà kêu rằng là chia phong bì cúng dường tịnh tài. Cái nhiều chú như chú Linh hỏi có không, kêu không, không có, mấy thầy không có đưa chắc bận, mà thôi con đâu có xài gì đâu. Chú Đức có không, cái ông bỏ vô thùng phước xương. Một số các chú các thầy không có quan trọng về cái chuyện tiền bạc nữa, người ta trọng đức thôi, hàng ngày lo công quả công phu, lo cho đại chúng, họ tích lũy công đức, cái này là thật, họ mang về được. Còn tài sản của cải vật chất có để xài thôi, nó mới là tạm bợ, không mang đi được. Cái gia đình bắt đầu là nó an định, an ổn. Thì từ nơi cái người lãnh đạo đứng đầu, chúng tôi thực sự quý vị biết đang sửa sang rồi, đang làm lụng như vậy. Nãy giờ chúng tôi giảng là không bao giờ nói là thiếu tiền, quý vị phải gom góp về để mà làm thành cái quỹ hoặc đưa cho chúng tôi để xây dựng. Không bao giờ suy nghĩ như vậy, có mình làm, không có là thôi. Mình làm trong chùa chiền của mình làm trong cho bá gia bá tánh, có nhiêu làm nhiêu, có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, không có khỏi làm. Đa sự không bằng tiểu sự, tiểu sự không bằng vô sự, mà vô sự mà sanh sự là chết. Biết vô sự sanh sự không? Không có làm gì hết mà không chịu niệm Phật nữa thì thôi, sanh sự chứ phải biết. Không, thực sự chúng tôi nói anh em chắc là gọi rằng cái gì đó, con nhà tâm không giống lông cũng giống cánh. Tiền bạc quý thầy đơn giản lắm, mà thực ra có cũng đâu có làm cái gì đâu. Hầu như là chúng tôi lo hết trơn luôn. Những cái điện thoại trong chùa thì hết tiền thì lấy tiền trong tâm bảo thôi. Hầu như là cũng không có xài gì nhiều. Nhưng mà vừa rồi đây nó có một cái việc mà chúng tôi nói để quý thầy, quý Phật tử hết sức cảnh giác. Nghe là cúng dường trai tăng tại đây, cho nên thành ra một số các vị họ về mình cũng không dám nói họ là giả là thiệt, hay là người đời rồi ở bến xe đầu gần xó chợ rồi họ quát cái y vô, mình cũng không dám nói. Bởi vì mình không có tha tâm thông chứ biết ai là ai. Nhưng mà một vài cái biểu hiện ra thấy nó hơi rắc rối và hơi lụm thụm, mà nó làm mất trang nghiêm thanh tịnh. Thường là phát phong bì lúc cuối hoặc phát quà lúc cuối. Chúng tôi nghĩ cái lễ này lớn cho nên phát trước ra để giảng xong rồi cho nó xong, khỏi phải phát mất thời gian. Họ đứng dậy họ kêu tôi chưa có, họ dành họ làm sùm rồi ra kia không biết có hay chưa, rồi xin Phật tử làm sùm hết trơn. Thì cái điều này từ 2 tuần rồi chúng tôi suy nghĩ phải làm sao. Cũng như là cúng thiên tăng cho ông cụ bố Nhất Nhàn á, ở dưới Đại Tùng Lâm và Thượng Quảng Hiển, nói là thỉnh thiên tăng 1000 vị thì thầy phải chuẩn bị 1500. Các vị mà không mời á, trong danh từ nhà Phật gọi là tăng đồ lô chứ không phải tăng đồ xịn á, dễ đông lắm. Kêu con có cách, hỏi ông có cách làm sao? Kêu các vị hòa thượng lớn thì cứ gửi phong thư mời, nhưng mà gửi thiệp mời, nhưng mà các vị đó mình biết mặt hết rồi, vô có không có cũng không sao. Còn các vị chúng trong chùa phải có phong thư thiệp mời hết, đi vô đưa cửa rồi mới cho vô.
Thì ngài kêu hay, cách này hay, và cuối cùng sao cũng lòi ra 100, 1,000 cũng đỡ hơn 1,500, yên ổn. Họ ngồi bên ngoài thôi, không có phong thư, không có thư mời là ngồi bên ngoài. Còn riêng chùa mình phải làm sao? Chúng ta ra cái quy định là từ giờ trở đi có ai cúng dường trà tăng thì lấy tiền đó xung vào trong cái quỹ để in kinh in sách hết. Họ lên nếu có quà thì cúng dường quà, không có dược, không có quà thì gì, bỏ tiền túi xe đi về, bỏ tiền xe đi về. Nếu mà họ lên mà gọi rằng là tham dự lễ nghe buổi thuyết pháp, mà trong đó có một vị thầy chúng tôi phục, thầy Thanh Nguyên, thầy ở ngoài Quảng Ngãi, vô thầy gặp chúng tôi, thầy nói cũng là tỳ kheo như chúng tôi mà cũng cùng tuổi như chúng tôi, mà thầy lạy chúng tôi nắm cây tay kéo lên không dám cho lạy, kêu thầy ngồi chơi ở ngoài đó làm sao, chỗ thầy xây dựng họ có làm những cái chuyện gì Phật sự đồ này nọ, kêu không, ở ngoài đó nghe thầy giảng văn sao, giờ tu với 20 bà già, mấy bà già tới tu đơn giản cái cốc đồ ở vậy vãng sanh chứ cũng không có nhu cầu gì, vô mục đích để thăm thầy dự ví Di Đà thôi, thấy thầy tổ chức đôi khi tôi thích, rồi kêu thầy thôi chút nữa ngồi ăn cơm, thì kêu thôi xuống ăn cơm với Phật tử thôi chứ để các quý thầy, có nghĩa là hỏi thầy có cần tiền không, thầy cũng không có cần, rồi những cái gì đó thầy thấy rất là đơn giản và không có nhu cầu gì cho thầy nhiều. Nhưng mà cũng một số các vị vừa rồi đây hơn cả 100 vị mà thấy lao nhao lao nháo ngồi ở dưới lấy nước uống, lấy trái cây ăn chư ni, thì một số các vị làm quá cỡ Phật tử, họ khó chịu, họ chịu không nổi, họ tới họ kêu con lạy quý sư cô, quý sư cô quan hỷ im lặng để con nghe pháp, con lên con nghe pháp, mà mấy sư cô nói chuyện sùm quá. Thì những người này họ ra họ xin tiền, cho nên quý Phật tử không cho là không cho, hết sức thận trọng. Vì cái chuyện phát tiền họ đến vì đồng tiền, họ làm sùm rối loạn ở đây. Chúng tôi vừa bước lên đã thấy mấy thầy đứng hút thuốc bên ngoài, chư tăng mình là không có rồi. Nó trở thành một cái gì? Hơi tệ nạn rồi đó. Cho nên chúng tôi phải điều chỉnh lại ngay cho nó thiệt là gọn gàng, để cho không thôi Phật tử mất tính tâm. Nói cái chuyện đó không, chúng tôi nói cái điều này để cho quý Phật tử, quý thầy cố gắng sắp xếp lại cho nó gọn gàng, không có phát phong bì bên ngoài nữa. Có ai cúng dường cho chư tăng xài Tết phát riêng bên trong thôi. Mấy thầy lên phải tự bỏ tiền túi. Còn các thầy mà ở xa về mình biết họ nghèo thì mình cúng dường, còn không là biết đâu. Chúng tôi trong cái giới tu sĩ cũng biết, đang đứng chạy xe ôm chút nữa quát cái y đi vô cái là nhận chai tăng. Mà mấy thầy ở Sài Gòn ông cũng hay lắm, ông vô chai tăng ông cũng cho, mà ông lấy tiền âm phủ á, tiền đô, tiền Việt Nam âm phủ á, ông đưa chút nữa cầm ra xé toàn là âm phủ xài không được. Họ la họ chửi sùm họ đi. Thôi giờ khỏi phát vậy luôn, chứ phát cái kiểu đó họ cũng chửi quá chừng mất công ồn ào. Một hai lần không có tiền lên lỗi tiền xe, nếu Vũng Tàu lên không đủ tiền xe về thôi, đợt sau đi gì nữa à. Cho nên nó bị trở ngại. 300 phần quà mà vô lên cả 100 phần, mấy người mà họ chân thật đến là không có, mà mấy người không chân thật họ lượm 2-3 bì nữa thì chết. Bàn miết 2 tuần nay mà cuối cùng là phải như vậy thôi, chứ không thể kêu họ đi ra ngoài được đâu. Họ vô họ nghe pháp không thể kêu ra ngoài được. Cho nên thời này không thể tưởng tượng được, hết sức thận trọng. Mình phải tổ chức một cái pháp hội cho họ tu cho đàng hoàng, chứ không có phải vì cái chuyện này mà họ đến họ làm gây trở ngại. Còn 10 phút nữa thầy Nhung Binh đọc cái thư. Ông này ông vãng sanh hay quá, ông vãng sanh hay quá, Ấn Tổ viết trong văn sao: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Văn theo lời sư phụ chỉ dạy, con tiếp tục đọc một cái câu chuyện về vãng sanh của cư sĩ Sa Kiện Am. Cùng kính dâng lên cúng dường chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Ông Sa Kiện Am tên là Nguyên Bỉnh, người xứ Như Cao, tỉnh Giang Tô, phẩm hạnh, tu dưỡng, văn chương, đạo nghĩa thảy đều đáng nêu gương cho đời mạt. Cái học của ông trọng nơi tận lực thực hành, chứ không chuộng từ chương, chí chuyên chú nơi tận hết bổn phận, chẳng hâm mộ vinh hoa, ân sủng. Vì thế sau khi đỗ đạt bèn ở nhà, thờ cha mẹ cho trọn hết phận con, chẳng ra làm quan. Thoạt đầu ông chẳng biết Phật là người như thế nào, kinh có nghĩa như thế nào, bèn theo đuổi những thuyết của Hàn, Âu, Trình, Châu,
cho rằng Phật pháp có hại cho thánh đạo, chẳng có ích gì cho nước, cho dân. Đến sau cuộc quốc biến năm Tân Hợi 1911, buồn bã khôn khuây, thường mang ý tưởng vượt thoát cõi đời, bèn thử đọc kinh Phật, thấy nghĩa lý tinh vi áo diệu, viên dung siêu thoát, mới biết Phật là vị đại thánh nhân. Giáo pháp của Ngài có những chuyện chẳng thể nghĩ bàn, như thoát ra khỏi hang tối, được thấy mặt trời, khôn ngăn mừng rỡ, nhưng lại hết sức bi thương. Tiếc cho mấy mươi năm chấp nhặt hèn tệ, từ đấy âm thầm nghiên cứu, thọ trì, đọc tụng, để mong đích thân chứng được Phật tánh sẵn có, chẳng đến nỗi thường làm người luân hồi trong lục đạo. Năm Dân Quốc 12 1923, tức năm Quý Hợi, tuổi tròn Hoa Giáp 60, tâm yếm thế càng thêm khẩn thiết, gặp đúng dịp Pháp Sư Đế Nhàn đến đất Như giảng A-di-đà kinh yếu giải. Đích thân được nghe giảng, biết được pháp môn tịnh độ, hoành siêu là đạo để bậc đại thánh đẳng giác, tiểu phàm nghịch ác đều cùng trong đời này cậy vào Phật từ lực, thoát khỏi ta bà lên cõi cực lạc, tùy theo căn tánh mà được chứng nhập. Do vậy bèn chuyên tu tịnh nghiệp để cầu vãng sanh. Năm sau Thôi Ích Vinh lên núi quy y, có kể cho quan nghe về học vấn tu trì của cư sĩ. Do vậy bèn nhờ ông Thôi đem bộ văn sao tặng cho ông ta. Năm sau nữa Trần Chánh Hữu đem bản luận bài xích tệ ăn thịt uống rượu trong tang lễ do ông Sa soạn đưa cho đọc, thấy trích kinh dẫn sự rõ ràng khúc chiết, biết cái học của cư sĩ có căn bản, chỉ mong thành thánh thành hiền, tuy chưa gặp gỡ nhưng tâm hai bên như đã có mối thần giao cách cảm. Mùa hạ năm ngoái nghe quan đến đất Hổ Thượng Hải, muốn đến gặp mặt nhưng vì bệnh không ra khỏi cửa được nên chẳng thỏa nguyện, vẫn mong có ngày khác lên núi hỏi han. Đến lúc sắp lâm chung, chuyện trò cùng bè bạn vẫn lấy đó làm điều tiếc nuối, nhưng đã sanh Tây Phương, thân cận Di Đà, dự vào hại chúng thì chẳng gặp được ông Tăng, chỉ biết có cơm cháo này, hả có thiếu sót chi. Đến mùa thu, nách trái ông mọc cái ung, tiếp đó ho ra máu. Đến mùa đông càng nặng, thuốc Tây lẫn thuốc Tàu đều vô hiệu, há chẳng phải là do sức tu trì nên chuyển báo nặng đời sau thành báo nhẹ trong đời này để giải quyết cho xong túc nghiệp đấy chăng. Đến ngày 11 tháng Chạp, nằm bẹp trên giường không dậy được, bèn đem những trước tác lúc bình thời giao phó cho môn nhân là Hạng Bản Nguyên, Hoàng Văn Tuấn, dặn dò đại lược việc nhà, hơi hối hận chuyện trước kia đã phạm lỗi, tán thành biến chùa Quảng Phước thành nơi hợp hành, dời tượng Phật đi chỗ khác, sai con ông là Tấn bỏ ra 3.000 đồng sửa chữa Phật điện của Quảng Huệ Am ở Đông Môn để chuộc lỗi trước. Lại bảo quyến thuộc trong nhà ngày đêm thay phiên niệm Phật trước giường, đến khi ông lâm chung cũng vẫn như thế, chẳng được tắm rửa, thay áo sẵn cũng như khóc lóc vân vân. Liệm bằng vải thô, đừng dùng trù đoạn. Đám tang bất luận cúng quải hay đại khách, chẳng được dùng rượu thịt. Ta thường soạn luận trách đời, các ngươi chớ tùy thuận thối ác, hãm ta vào tội. Lại thỉnh tăng trợ niệm để cầu cậy Phật từ lực vãng sanh Tây Phương, lập hương án trước giường, thờ tượng Phật A-di-đà tiếp dẫn, mặt nhìn vào từ dung, miệng niệm, tâm nhớ, chuyên tinh nhất trí, không đề cập đến chuyện gì khác. Đêm 24 bệnh càng nguy ngập, tăng chúng đều đến trợ niệm, cư sĩ chánh niệm phân minh, hoặc niệm ra tiếng hoặc thầm niệm theo. Đến ngày 26, tuy chẳng nghe tiếng, miệng vẫn luôn mấp máy.
Đến chiều khí càng suy, người nhà và tăng chúng càng niệm khẩn thiết. Đến giờ dậu chợt qua đời, thoảng có mùi hương lạ, đại chúng niệm Phật càng mạnh mẽ. Hơn 2 tiếng sau đỉnh đầu vẫn ấm, đến sáng hôm sau mới dứt tiếng niệm Phật, để tắm rửa thay áo tận liệm cất tiếng khóc. Còn ông vâng lời dạy không trái nghịch, có thể nói là chân hiếu. Ôi như cư sĩ có thể nói là túc căn sâu dày, kiến địa cao siêu, ngôn hạnh tương ứng, trong ngoài như một, dựa theo mấy năm tu trì ấy và tín nguyện bình sinh, cảnh tượng khi lâm chung có lẽ là trung phẩm thượng sanh đó chăng? Bởi lẽ ông hiếu dưỡng cha mẹ, làm điều nhân từ thế gian, đầy đủ tín nguyện thật sự, nhiếp tâm tịnh niệm, một khi được vãng sanh ắt đạt địa vị bất thối, chứng vô sanh nhẫn, tu tập dần dần cho đến viên mãn bồ đề mới thôi. Há còn tiếc nuối chi? Ở đây tôi ghi lại tóm tắt những gì học trò ông là hạng bản nguyên, con ông là tấn, và học trò của tôi là Thôi Ích Vinh đã thuật, để sau này tập hợp thành vãng sanh truyện và ẩn sĩ sự tích nên mới có bài này. Thiền Tông thường nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Minh tâm kiến tánh là đại triệt đại ngộ, nói kiến tánh thành Phật là đích thân thấy được Đức Phật thiên chân nơi tự tánh thì gọi là thành Phật. Đấy chính là lý tức Phật và danh tự tức Phật, chứ không phải là cứu cánh Phật phước huệ viên mãn. Vị ấy tuy ngộ đến chỗ cùng cực, đích thân thấy được Phật tánh, nhưng vẫn là phàm phu, chẳng phải là thánh nhân. Nếu có thể rộng tu lục độ, trong hết thảy cảnh duyên đều đối trị tập khí phiền não, cho thanh tịnh không còn thừa sót, sẽ có thể liễu sanh thoát tử, vượt ra ngoài tam giới, chẳng ở trong lục đạo nữa. Thời Đức Phật còn tại thế, hạng người như vậy rất nhiều, trong thời Đường Tống vẫn còn có. Nay thì đại triệt đại ngộ còn chưa dễ được, huống là bậc hết sạch phiền não ư. Thuyết hiện thân thành Phật, hoặc còn gọi là tức sanh thành Phật, thành Phật ngay trong đời này của Mật Tông, giống như thuyết kiến tánh thành Phật của Thiền Tông, đều ứng theo công phu rất sâu mà nói. Chớ nên tưởng lầm là thật sự có thể thành Phật ngay trong thân này. Cần biết rằng thành Phật ngay trong thân này chỉ có mình Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà thôi. Ngoài ra dẫu là cổ Phật thị hiện, cũng không có chuyện hiện thân thành Phật. Thành Phật ngay trong thân hiện tại. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Nguyện 1, thư trả lời cư sĩ Châu Chí Thành. Niệm ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm. Hãy nên niệm 4 chữ. Từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp. Lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình, quyết chẳng buông bỏ lúc chút thời gian nào, ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liệu sanh thoát tử vãng sanh Tây Phương. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Than Huệ Chấn. Nam Mô A Di Đà Phật. Câu chuyện của cư sĩ Sa Kiện Am. Ông Sa Kiện Am này tin vào cái thuyết của Châu Trình Hàng Châu, thì cái thời Trung Quốc họ bác hết, không có nhân quả, không có Phật pháp, lừa bịp thiên hạ. Thân này khi chết rồi mục nát cùng cỏ cây, tan biến mất hết, đất nước gió lửa, tâm thức cũng không còn. Cái thiết họ không có luân hồi, không có nhân quả. Biết bao nhiêu người lúng vô chuyện này. Ấn Tổ Ngài nói, nếu mà Ngài không may Ngài trở thành con người mà thông gia học theo cái điều này nữa thì thôi rồi, ngàn đời buôn kiếp bị đọa lạc.
hên sao mà Ngài nói rằng học thức cũng không giỏi cho nên gặp được Phật Pháp. Ngài là Bồ Tát rồi, Ngài nói vậy thôi chứ Ngài biết hết. Cuối cùng ông quay đầu, ông niệm Phật, ông có sự thành tựu vãng sanh. Khi mất thơm quá chừng, cả gia đình không có khóc và niệm Phật, còn sống cũng niệm Phật, mà lúc mất cũng niệm Phật cho ông. Cho nên chỉ có trong cái bộ văn sao gọi là Mái Chèo Lâm Chung, gọi là Lâm Chung Châu Tiếp, là Ngài nói rõ ràng về cái chuyện vãng sanh niệm Phật. Rất hay. Nếu mình không đọc vô đây mà không nghe người giảng thì một số các thầy nói là cái giờ đó tốt là phải ngưng niệm Phật để mà niệm cho nó tốt cái giờ đó. Thì giờ đó thì tốt nhưng mà tâm không tốt. Tâm lúc đó giống như con cua trụng nước sôi, khóc lóc rồi bắt đầu dời động thì phá chánh niệm của họ. Thì Ấn Tổ Ngài nói là đây là người con bất hiếu, cha mẹ mất, vừa là khóc lóc dời động làm cho họ bất an, thân họ đau đớn như con cua trụng nước sôi, khóc lóc dời động thì giống như là xô họ xuống giếng, xuống hố rồi lấy đá hè nhau quăng xuống đó. Cho trong thâm tâm của chúng tôi muốn chùa nào tu pháp môn tịnh độ có được cái phòng vãng sanh hữu ích lắm. Còn nếu không có phòng vãng sanh, lấy phòng khách hay phòng này phòng nọ cũng được, nhưng mà riêng cái phòng vãng sanh mình trang hoàng từ trước, người ta niệm Phật suốt 24/24, có cái từ trường trong đó rồi, người ta vào người ta thả thoải mái. Cho nên thành ra cái Mái Chèo Lâm Chung gọi là Lâm Chung Tam Đại Yếu. Ngài nói cái điều thứ nhất là khéo chỉ dạy an ủi, khiến cho người sắp mất sanh chánh tính, là cần phải có người khai thị. Còn nếu hiện tại mà họ nghe pháp như vậy họ sanh chánh tính thì lúc đó có cũng được không có cũng được, nhưng mà cần phải có để họ buông sâu hơn. Điều thứ hai Lâm Chung Tam Đại Yếu đó là mọi người thay phiên nhau niệm Phật để giúp cho người sắp mất giữ được chánh niệm. Khai thị rồi cũng phải niệm Phật. Điều thứ ba là hết sức tránh giờ động khóc lóc, khéo kẻo làm hỏng việc vãng sanh của họ. Cái lúc đó khai thị quan trọng. Ba của chú Nhận Hiền, ổng ở dưới nhà, dưới nhà xuống nói đúng tiếng đồng hồ, ổng chịu lên. Bình thời ông cũng ít vô hộ niệm, cho nên cái lúc mất thì người ta ngại cái phần hộ niệm. Sống đây được lúc nào được, chứ còn vô đó lời lỡ nó chết sớm sao. Cho nên quý vị ở đây bây giờ làm sao mình gieo duyên một ngày có một thời, hoặc giả là 2-3 ngày nếu mà đông quá, gặp mấy chú mấy thầy sắp xếp mình vô mình gieo duyên một thời, vừa lễ Phật vừa kinh hành, một câu mình niệm một câu mình hít thở, làm hoài không có mệt, an ổn vô cùng. Cho nên ông cụ khi mà lên ở trên này thở không nổi, cứ đeo bình oxy, nước miếng cứ nhỏ ra hoài. Văn Nhàn nói cứ nuốt vô trong đó đi, rồi từ từ cái này nó hết ra, cái nước đờm nước dãi. Ông nghe lời ông nuốt vô. Mà đúng cái bữa đó Văn Nhàn 2-3 bữa trước cũng cảm nó sổ mũi ra đó, nuốt vô hết hết, nuốt hết vô cái nó tuột luộc dưới đây, nó chảy vô ta không chảy ra nữa. Hay thiệt. Mình mới lần đầu thấy gớm gớm thiệt, cho nuốt chập nước miếng của mình với đầu gớm. Mà nhỏ ra mình liếm vô mới gớm, chứ ta còn ở trong mà gớm gì. Nuốt luôn hết cái nó hết sổ mũi. Mà mình làm được như vậy cho nên nói ổng làm. Ổng làm cái là ổng khỏe, ổng không có nhỏ ra nữa, cái bắt đầu ổng lấy cái dây ra một cái mặt mày tím liệm. Nửa tiếng sau là phải nhét vô lại. Sau đó rồi ổng nhờ cái công đức Phật hiệu niệm. Chắc nhàn nói chú Hiền ổng xuống ngay chỗ cái giường cứ lạy, không kể giờ cứ lạy ngày đêm sám hối nhau. Cuối cùng lấy cái dây ra 2 ngày mà không mặt không tím, oxy đủ rồi ổng ra đi, rất rất là tốt. Sẵn khiến rồi không biết làm sao rồi. Hai vị hòa thượng đó vô ổng cúng nữa, ổng hoan hỷ vô cùng. Cho nên thành ra là những người mà mất mà trong phòng hộ niệm là nó bất khả tư nghị lắm, không thể nào mình tưởng tượng được. Ở dưới nhà thì làm sao có được cái điều kiện hộ niệm, mà làm sao chuyển được cái việc mà lấy cái bình oxy ra mà nó lại không có tím mặt. Nó thiếu oxy là mặt mày tím liệm mà. Rồi ổng ra đi thân không bệnh khổ, an vui hoan hỷ vô cùng. Đó. Xong rồi Văn Nhàn hỏi sao rồi chú Hiền, bây giờ điều kiện gia đình để có phát tâm cúng dường trai tăng hoặc cúng cái gì cho ngày tất niên hoặc 49 ngày gì ông? Ông kêu nhà con nghèo lắm, lúc ba con bệnh rồi má con lấy tiền đi phóng sanh hết trơn rồi, làm phước hết rồi. Thì kêu ôi thì vậy thôi, có mấy Phật tử phát tâm tất niên bữa đó thôi cúng luôn cho ông cụ luôn. Bây giờ mình lấy tiền phóng sanh rồi cũng có người bỏ tiền vô cúng à, phải không?
Hay vậy đó nha. Mình làm phước, có phước trong bạn có rồi thì trước sau giờ nó cũng có, khi mình đụng đến chuyện là có. Hai cái ca mà chúng tôi ấn tượng nhất là ông cụ, chúng tôi phải lên để mà đưa ông cụ lên tới lò hỏa táng. Rồi có một cái ca đó nữa là cái chú này, mà chắc là ông ăn mặn cái độc tố trong người ông nhiều quá rồi. Cái cô người yêu 33 tuổi mà chưa có vợ, cô người yêu mua mấy con ốc, ốc bu vàng, ốc nó độc dữ lắm nha, đừng có về ăn ốc nha, ốc nó độc lắm á. Cái ăn vô rồi sẽ bắt đầu ngủ đêm đến sáng dậy, cái đầu bắt đầu mất trí nhớ lần lần, cái là đờ đẫm không biết gì luôn. Rồi mang đi bên, ra bên nhà thương đó, thì nhà thương nói là bị trúng độc một cái loại, ăn cái loại gì để bị trúng độc, thì mới nói là ăn ốc bu vàng. Thì cô người yêu đó khi nghe bệnh một cái là gì, lúc chưa có bệnh đó thì em thương anh lắm, rồi nói đủ kiểu bệnh cái chạy mất dép luôn, đi đâu mất tiêu. Rồi nhà cũng nghèo, đi bốc vác cho cô hợp, cuối cùng sao mang lên trên tỉnh thất, đi vào trong tỉnh thất rồi cái gì cũng hơi tỉnh lại cái rồi xong ra đi, giao hết cho tỉnh thất lo luôn, từ A đến Z. Nhà nghèo quá mà đi bốc vác mà. Thì hai cái ca này chúng tôi thấy khác biệt một trời một vực. Một cái ca là có người thân là chú Hiền, mẹ em đồ lên đây hộ niệm ở gần chùa, khi lúc mất cũng bệnh khổ mà nhờ công đức niệm Phật có tính tâm nó thay đổi. Còn chú này lúc bình thời ít có tu, cho nên cái lúc mất bị trúng độc mà thọ mạng hết là nó đủ kiểu, không có trúng độc ốc bu cũng bị xe cán, cũng bị chuyện này chuyện nọ, thọ mạng hết là nó khiến mình phải chết thôi. Cái gì giữ được thọ mạng? Phóng sanh, ăn chay, niệm Phật, làm lành, tích đức, lợi người, lợi vật, thọ mạng kéo dài, tài sản cũng theo đó mà có luôn. Cuối cùng gì? Chết, mang đi lên trên đó thiêu xong. Nó cái điều mà chúng tôi nói Phật Pháp thì vô biên lợi ích, bất khả tư nghì, lợi ích lắm, nhưng mà điều mình không thấy đây là lợi. Mình thích những cái chuyện khác, tiền bạc, thích những cái gì mình thấy là lợi, cho nên thành ra mình bỏ Phật Pháp uổng lắm. Không, sự thực là vậy đó quý vị. Cái việc mà thiền tông, anh Tổ hồi nãy nói minh tâm kiến tánh thành Phật, lý tức Phật, đó là tương tự tức Phật, danh tự tức Phật. Đốn ngộ ti bằng Phật, minh tâm kiến tánh ti bằng Phật, nhưng nhiều đời tập khí sâu, tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến còn sâu dày quá, cho nên vẫn là kẻ phàm phu. Sanh một đời sâu thì tất cả những cái hiểu biết chánh kiến đó là bị vùi lấp. Giống như ngài Tô Đông Pha, đời trước là ngũ tổ giới, muôn đình muôn đám, minh tâm kiến tánh đời sau làm Tô Đông Pha, là người bình thường không có xuất gia. Khi chức có chức quyền trấn giữ Hàng Châu là bắt đầu tạo nghiệp ngũ dục, đem kỹ nữ về để mà thỏa dục, thì Ấn Tổ ngài nói kinh sợ. Một đời trước họ là một con người kinh khủng, muôn đình muôn đám, tức là đệ tử đông mà ai cũng bội phục, qua đời sau một cái là một kẻ tầm thường liền. Chưa vô dòng thánh, chưa có đoạn hoạt được, chưa có chấn chơn được. Thời hôm nay tìm minh tâm kiến tánh không có. Dẫu cho có đi nữa là họ được thôi, những người hạng căn cơ như chúng ta thấp hơn họ là vô không được. Khó vô cùng. Cho nên thành ra Ấn Tổ là vị Bồ Tát thông tâm, thông giáo, thiền mật tịnh gì ngài thông hết. Nhưng ngài nói chỉ có con đường duy nhất sinh lộ, đó là niệm Phật vãng sanh Tây Phương, là con đường này an toàn trên xa lộ nhất. Mà nói như vậy không phải mình hỷ bán nhà thiền. Thiền là cũng có Đức Phật nói, nhưng mà mình nói vậy để là anh em mình, tăng ni và mọi người trong này xác định con đường của mình. Và chỉ có tịnh độ, không có thiền vẫn là vãng sanh. Nếu mà có thiền không có tịnh độ thì 10 người chính lạc lộ. Khi ấm cảnh hiện ra thì theo nó dắt đi mất. Cái này còn ngài Vĩnh Minh, Trí Giác Thiền Sư của nó. Còn 10 phút nữa là 3 tiếng đồng hồ. Ngồi có mệt không ạ? Bữa nay cái từ trường ở trên này bắt đầu tốt ra. Chúng tôi lên dọn mấy cái nhà vệ sinh bớt rồi, gom lại rồi sắp xếp cho nó gọn. Tự nhiên thấy lên trên này nó từ trường nó tốt ra dữ lắm. Có cái việc này cũng quan trọng. Vừa rồi có một vị đó là chắc là người đời thôi, họ giả danh, họ nói là pháp danh Nhuận Tâm, hay như lớp Nhuận Minh, Nhuận Hào rồi vậy. Họ kêu tỉnh Tháp Quan Âm đang xây dựng thiếu tiền, ông thầy nhàn kêu tôi đi quyên góp.
họ quyên góp đủ chỗ hết trơn. Có những người không biết, người ta quý kính tịnh thất quá, người ta cũng đưa gọi lên tịnh thất, chứ đâu có nhụng tâm gì đó. Cho nên thời bây giờ giả danh quá. Chỉ có con sư tử nó giết được con sư tử, chỉ có người giả danh tu sĩ mới phá được đạo thôi. Phật đã nói vậy rồi. Kinh khủng lắm, hết sức thận trọng Phật tử. Phải hiểu, từ trước giờ không bao giờ chúng tôi nói quý vị là chúng tôi thiếu cái này, thiếu cái nọ. Không có. Trong mạng mình đã không có rồi, mình nói thiếu kiểu gì cũng không có đâu. Lo tích đức hành thiện, lo tu hành, họ gặp mình, họ tùy hỷ, họ cúng bao nhiêu thì lo cho chúng. Còn có một số mấy thầy không có lo cho chúng á, cúng kêu bỏ vô thùng phước sương cũng không nhận chứ. Tuy rằng mình không nhận tiền như vậy, nhưng mà họ cảm phục mình cái đức. Mình đã cho họ một bài học là tiền nó bình thường, nó không có gì. Có xài chơi không có thôi. Có thì mình làm cho nó khang trang một chút, không có thì đâu có gì đâu. Che mấy ton mình ở cũng được, đâu có gì. Đặt nặng tiền quá, đặt nặng tài quá thì kẻ này kẻ tiểu nhân, làm ác kinh khủng. Cho nên Ấn Tổ có nói cái câu này trước khi chúng tôi kết thúc này. Kẻ tiểu nhân gặp sắc tài, danh vọng, địa vị, họ nói đây là điều may của họ, họ nói đây là cơ hội tốt của họ. Khi họ lún vào một cái là tan xương mất mạng, tinh thần sa đọa, thân thể bệnh hoạn, chết trước tử thọ, ngũ tướng si hao, phước thọ bắt đầu giảm. Còn người quân tử khi thấy sắc tài, người đẹp mỹ miều đến với họ, họ nói đây là chuyện họa, cái này là cái họa. Đụng vô một cái là sự nghiệp tan tành, tan xương mất mạng, chôn thân, lấp thân, hại thân vùi chí, họ bèn cự tiệt. Thì người này tránh được chỉ là kẻ quân tử. Còn không thì thấy điều này tới ai mà tránh được. Cho nên Ấn Tổ mới nhắc đi nhắc lại, thờ ai là chuyện lớn, thờ cha mẹ là chuyện lớn. Đó là người ngoài đời. Người trong đạo thờ ai là chuyện lớn, Phật Tổ là chuyện lớn. Thờ ở đây nghĩa là mình làm theo á, làm theo những cái điều họ mong mỏi, họ nói ra. Thờ là tức là mình phụng hành theo. Còn con cái không nghe lời cha mẹ, không làm theo, gọi là cha làm thầy con đốt sách, không thờ cha mẹ, văn văn nghe vậy thôi không thờ. Giữ gì là việc lớn? Giữ thân là việc lớn. Giữ thân như ngọc, không cho nó phát, không cho nó phạm sát trộm dâm dối. Thì người này là kẻ trí trên người trí, quân tử trên quân tử luôn. Nói nghe thì dễ, làm khó lắm á. Nghe cho nhiều lần vô thì nó có cái sức mạnh trong tâm lý, nó làm được. Cho một cái buổi nói chuyện 3 tiếng đồng hồ, giờ là đúng 3 tiếng. Quý vị ngồi, quý vị nghe, tuy rằng nghe xong rồi quên, nghe xong rồi quên, nó không có lưu lại được, nhưng mà ở trong A Lại Gia nó đã ghi rồi. Cũng như đánh trang mấy trong vi tính, đánh hết trang này đến trang nọ, tuy rằng nó qua mình nhìn không thấy, nhưng mà nó lưu vào trong cái CPU á, nó lưu vào cái bộ nhớ đó, cái con chip á. Hồi nãy giờ quý vị nghe nó qua hết, giống như đánh mấy cái trang giấy, thì bây giờ nó lưu lại trong cái A Lại Gia thức của mình. Những cái lúc mình đụng chuyện cái bắt đầu nó nhớ ra lại. Cho nên nghe pháp quan trọng lắm. Hằng ngày chúng tôi phải nghe. Vừa bước vô mở mắt ra buổi sáng là mở văn sao. Cái bộ này phải làm cho bằng được, phải phổ biến cho bằng được. Thôi thời gian đã hết. Chủ nhật sau nữa, mùng 5 tháng 1 năm 2020 dương lịch, 11 tháng 12 âm lịch, năm Kỷ Hợi, đó là chúng ta tình thất mình tổ chức cái ngày tất niên. Và một số quý Phật tử phát tâm cúng dường tịnh vật rồi đồ đạc để mà cúng cái ngày tất niên đó. Nó có cái ngày buổi chiều đó là cúng cho các vị hương linh thai nhi. Bắt đầu là tuần sau in cái giấy cầu siêu, những cái sớ đó cho quý vị ghi cầu an cầu siêu. Một năm cúng hai lần, ngày 18 tháng 7 âm lịch, đó là giỗ của thân phụ giác nhàn với cái ngày cuối năm tất niên. Cho nên thành ra một số quý chư ni ở gần đây cứ về tham dự, một số các vị ở các nơi cứ về được tham dự.
Rồi sáng mùng 1 thì chúng tôi có Phật tử về, đó là nhận lọc đầu năm, chúng tôi cũng có giảng một buổi sáng mùng 1. Mùng 9 là cộng tu đầu năm. Đặc biệt năm này cái ban tôn giáo tỉnh Lâm Đồng, chú Đức đó, ông ký và tiếp nhận và xác nhận cho mình sang năm làm tất cả những ngày lễ, giống như là mỗi năm mình làm vía Quan Âm, vía Di Đà, rồi tất niên giỗ thân phụ giác nhàn. Năm nay có cái giỗ của Ấn Tổ ngày Hệ Viễn, ngày kỳ chủ nhật đồ, ký thẳng là ban tôn giáo tỉnh Lâm Đồng cho phép tỉnh Thất Quan Âm là cơ sở tôn giáo tổ chức, không phải lụi nữa, bên này chính thức tổ chức, yên tâm. Cho nên thành ra là đây là một cái duyên để chúng tôi thông báo để quý vị biết rằng là tỉnh thất của mình nó là cũng cơ sở tôn giáo sinh hoạt dưới lòng của giáo hội và nhà nước quản lý, cho nên thành ra họ thấy mình sinh hoạt tốt, không có chuyện gì. Nhất là mấy cái loa Phật tử trên Đà Lạt về cứ nói tỉnh Thất Quan Âm tốt lắm, hỏi sao tốt, ăn miễn phí, rồi quà miễn phí, rồi nghe pháp miễn phí luôn, giảng sanh miễn phí luôn. Cho nên đó, họ nghe xong họ cũng cảm động. Cho nên nếu mà về bán cái ôi chuộng thầy nhàn không tốt, không bán mắt quá. Thôi có ít cho ít, có nhiều cho nhiều, không có khỏi cho ha. Thôi giờ hết giờ rồi, gần 11:30. Thỉnh quý vị đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về không công cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát tri kiến hương quang minh vân đài biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm Kỷ Hợi 2019. Tại tỉnh Thất Quan Âm tổ chức cộng tu một ngày chủ nhật, chư vị Phật tử hôm nay về đây phát cái bồ đề tâm, bỏ tịnh tài ra mua tất cả các loài chúng sanh, loài chim, loài cá, loài lương này đem về để phóng sanh, quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được của cải vật chất châu báu ngọc ngà đầy đủ. Đáng lẽ chiều hôm nay con cá, con chim, con lương này bị cắt cổ nhỏ lông chim xào nấu nướng đau đớn quằn quại sợ hãi rên la, quý vị mua cái chết này là được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Hôm nay quý vị bỏ tịnh tài ra mua tất cả các loài chúng sanh này đem về đây để quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng, nghe niệm Phật và nghe chánh pháp, quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ trí tuệ sáng suốt thông minh. Đó là 10 công đức trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy như thế. Này tất cả các loài chúng sanh giờ đây quý vị giữ mình cho thanh tịnh, nghe chư Tăng khai thị, tất cả các loài chúng sanh đều có Phật tánh. Tuy nhiên tánh Phật của quý vị do phiền não tham sân si che lấp, cho nên quý vị phải mang thân loài súc sanh sống chết gửi trên giao thất. May thay hôm nay được các bậc thượng thiện nhân mua các vị đem về để phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lồng cá chậu. Giờ đây quý vị giữ mình cho thanh tịnh, phát tâm quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương trì tịnh thị biến sai tam thiên tánh không bắt đức lợi nhân thiên pháp giới quảng thân duyên diệt tội tiêu liên họ diệm họ hồng liên. Nam mô thanh lương địa Bồ Tát. Nam mô thanh lương địa Bồ Tát. Nam mô thanh lương địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù thử thị dạ pháp công đức thị tại thiên chân thiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trầm biến nhập tỳ lô hoa tạng giới ca trùng vô sứ bất siêu luân thị bất tẩy thị diệu cực pháp thân trầm bất nhiễm trầm vạn tác tự kỷ nguyên trừ tội ngoại đạn địch đàn tràng sái kho mong nhi tác dương xuân khiến cái ban nhi thành tịnh độ sở vị đạo đội ngoại trung gian vô triệu quế thánh phạt ô hiển tổng thanh lương bồ tát liễu đầu cam lồ thị năng linh nhất đích biến thập phương tinh duyên cấu ế tận quyên trừ phổ sái pháp duyên tất thanh tịnh này chúng hữu tịnh bạc nhất thiết nghiệp chướng đất sanh căn bản tịnh độ đà la ni na mô đại bi hồi thượng phật bồ tát. Hồi thượng phật bồ tát nam mô đại bi hồi thượng phật bồ tát thiên trụ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni na mô a di đà phật. Ya ya namo a di đà phật lo yến đế thứ bát ra giới.
số thân na đang tội nó bờ ra lần đời bờ ra mô na ra cổng trì nghe thì bà bằng đa sa mê lắc bà a đầu vô bà a thầy dừng đặt bà tánh đa na ma bà và ma vườn đường đầu đá đi ta di nghe thì ma bồ đề nắm đò nắm bà nắm bà ma ra ma ra ma e ma e đi đà dần câu lô câu lô ế mong đồ lô bà sa gia đế ma bà sa gia đế đăng vần ra gia giá ra giá ra mà ma bà ma ma mật đề lệ đi ta na 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 tâm đi tâm đi tô 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 bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đế đề gia na na cẩm trì đề đề sát ni na ma gia ma na ta bà ha tất đà gia ta bà ha đà vô nghệ tấn bần ra gia ta bà ha na ra cẩm trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tấn ra tăng na một cư gia ta bà ha ta bà ma tấn đà gia ta bà ha ma đà ma yến tấn đà gia ta bà ha na bằng đà ra nhà ta bà ha ba bà lợi thắng nghiến ra nhà ta bà ha nam mô a di đà bà lo yến đế tướng bằng ra nhà ta bà ha an tấn điện đô bằng đà ra bằng đà giờ ta bà ha an tấn điện đô bằng đà giờ ta bà ha an tấn điện đô bằng đà ra bằng đà giờ ta bà ha này các loài chúng sanh kia các người nên nhớ cho hướng tâm về tam pháp được trở lại làm người đầy đủ gặp chân pháp tinh sau cùng nguyện thiết chiên niệm Phật Di Đà cầu vãng sanh tịnh độ chứng được ngôi bất tối đề độ thần chúng sanh nam mô tịnh độ bằng bồ tát nam mô tịnh độ bằng bồ tát ba la tát chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy răng các ngươi trước lòng trần tục lắm tôi thầm chẳng biết tu trì gây bao tội ác lại về mang thân sống đọa đầy chết thường đau khổ lông vậy sừng có đỡ được đâu dù là bay trước làm sao lưới bay tên bắn móc câu thả bờ lá cạn bắt cùng hơi phun đồng hồn còn vẫn vẫn đau làm sâu đòi buôn vẫn chết đây ngươi cầm chắc may sao nhờ các vị thiện nhân cứu cho ngươi được thoát thân đến đây lại được nhờ ăn phép màu vậy ngươi kịp hồi đầu quy phật xong dốc lòng quy mát quy tăng lên lòng nhẹ nhàng này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y phần lượng tốt chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y pháp ly dục chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y tăng chúng chung tôn này các loài chúng sanh công đọa địa ngục này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y và công đọa ngạ quỷ này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y tăng công đọa mạng sanh này các loài chúng sanh kia các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si tự thân bị nghĩ mà sanh ra hôm nay phát tâm xin sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát nam mô đa bảo như lai nam mô bảo thắng như lai nam mô diệu sắc thân như lai nam mô quảng bát thân như lai nam mô ly bố ý như lai nam mô tăng độ bước như lai nam mô di đà như lai ma ha bát nhã ma ha mật đa tâm chân quan tự tại bồ tát tạo được anh tư nhiều vật như thì ta đây từ thiện như bán âm tướng bán sanh bán nhiều bán khó bán tình bán tâm bán dạng được anh tướng vô nhà gì thì thiện căn lý vô sắc anh tư vị số bán vô nhà dân này chỉ vô ý thức giác vô vô minh diệu vô minh tâm này chỉ vô lao từ diệu vô lao từ tầm vô khổ tâm diệu đạo vô trí diệu vô giác diệu bồ đề tăng có hay bán nhã ba la mật đa cố tâm vô vai tài vô mái tài cố vô vô cùng vô biển liên niên đạo mừng từ vô căn niên bàn tâm thế như là hay bán nhã ba la đặng chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trình nhất thiết cổ chân thì bát hơi cô thiên băng giả ma na ma ca chú bà la yến đế bà la tăng nghiên đế bồ đề la bà la yến đế đế bà la yến đế bà la tăng nghiên đế bồ đề la bà la yến đế đế bà la yến đế bồ đề la bà la nam mô a di đà bà già na ta già na già na di đà a di đà bà thầy a di đà hạnh ca ma thầy a di đà đà thầy ca lan đế dạ dạ na di đà ca lợi tam bà ha nam mô a di đà bà dạ đa ta dạ đa dạ đa di đà ta a di đà đa ma tỳ a di đà đa ca ma tỳ a di đà đa di đà đa di đà la đa dạ di đà dạ dạ na di đà ca lợi tam bà ha nam mô a di đà bà dạ đa ta dạ đa dạ đa di đà ta
lắng ca ma thì a di đà đà thì ca lắng đế a di đà đà thì ca lắng đa nhà di đà nhà nhà đa di đà ca thì ta bà a quy mạng lễ a di đà phật. Thế giới an lành là con nay xin phát nguyện vãng sanh na cuối sinh đức từ bi tiếp độ nam mô tây phương cực lạc từ đại bi tiếp dẫn độ sư a di đà phật. Nam mô a di đà phật, 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 Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát 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 Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát phóng sanh công đức tu tấn hành vô biên Bồ quyền và giới giới chúng sanh tâm và vô lượng quang bảo sát nguyện tiêu tam chứng dự vi nam nguyện đăng chi đại chúng minh liệu bồ quyền tội chư tâm tiêu trừ Bồ Tát Đạo Nguyện Sanh Tây Phương Tịnh Độ Chúng Vương Quán Thế Âm Ma Vi Phù Mẫu Hoa Cai Kim Hoàng Ngộ Vô Sanh Bóng Tối Bồ Tát Vi Hoàng Thân Bồ Tát Ma Dân Thế Ngàn Hàng Diệu Chúng Sanh Giai Còn Thành Phật Đạo Tự Quy Phật Là Sinh Nguyện Chúng Sanh Na Thể Theo Đạo Cả Pháp Luân Vô Thường Giai Ba Ma Sinh Nguyện Chúng Sanh Na Thấu Rõ Kinh Tạng Na Trí Huệ Như Biển Tự quy y tăng chúng sanh na thông lý đại chúng na tất cả công này đến công đức này về không tất cả đệ tử